Hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 11 năm 2016, thứ hai tuần thứ 32 thường niên. Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Tito. Phaolô, tôi tớ Thiên Chúa, cùng là tông đồ của Đức Giêsu Kitô, để rao giảng đức tin cho những kẻ được Thiên Chúa kén chọn và làm cho họ nhận biết chân lý. Chân lý đó giúp họ ăn ở đức hạnh và ban cho họ niềm hy vọng sống đời đời mà Chúa đấng chẳng hề nói dối đã hứa từ thuở đời đời. Khi đã đến thời, Người đã tỏ lời Người ra bằng việc rao giảng mà Người đã ủy thác cho Cha theo lệnh của Thiên Chúa là đấng cứu chuộc chúng ta. Gửi cho Tito, con yêu dấu thuộc cùng một đức tin, nguyện ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu đấng cứu chuộc chúng ta ở cùng con. Lý do Cha để con ở lại đảo Creta là để con chỉnh đốn những gì còn thiếu sót và thiết lập các trưởng lão trong mỗi thành như Cha đã căn dặn. Con người được chọn phải là người không có gì đáng trách, chỉ kết hôn một lần, có con cái hoang đạo, không mang tiếng buông tuồng hoặc ngỗ nghịch, vì chân chủ tịch cộng đoàn theo tư cách là người quản lý của Chúa phải là người không có gì đáng trách, không kiêu căng, không nóng nảy, không mê rượu, không gây gổ, không trục lợi, đê hèn, nhưng hiếu khách, hiền lành, tiết độ, công minh, thánh thiện, tiết hạnh, nắm giữ lời chân thật hợp với đạo lý, để có thể dùng đạo lý lành mạnh mà khuyên dụ và phỉ báng những kẻ chống đối. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, đó là dòng dõi tìm kiếm long nhan Chúa. Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó. Chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong, vì chính Ngài xây dựng nó trên biển cả và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn. Lạy Chúa, đó là dòng dõi tìm kiếm long nhan Chúa. Ai kha trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thanh của Ngài. Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng ba phù hoa. Lạy Chúa, đó là dòng dõi tìm kiếm long nhan Chúa. Người đó sẽ được Chúa phúc cho và được Thiên Chúa là đấng cứu độ ban ân thường. Đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Gia-cốp. Lạy Chúa, đó là dòng dõi tìm kiếm long nhan Chúa. Alleluia, Alleluia. Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã mặc khai những mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mòn. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào của nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh, tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng, thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng vâng lời anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: khi lãnh bí tích rửa tội, chúng ta trở thành phần tử dân Thiên Chúa. Cuộc sống chúng ta phải làm chứng cho sự thánh thiện, không làm gương xấu, và giúp nhau sửa lỗi lầm.
cầu nguyện là Chúa đã dựng nên con người có tính xã hội. Chúng con không sống đơn độc, nhưng lệ thuộc lẫn nhau. Khi con sống là con sống với người khác, sống cho và sống nhờ người khác. Cách riêng trong đời sống tinh thần, người trên phải hướng dẫn giáo dục người dưới, người đi trước chỉ đường cho kẻ đến sau. Anh em, bạn bè phải giúp nhau nên tốt. Tất cả đều liên đới, chịu trách nhiệm về nhau trong tình huynh đệ. Lạy Chúa, được gia nhập hội thánh, chúng con phải chịu trách nhiệm giúp nhau sống thánh thiện hơn. Con có bổn phận lo cho chính mình, và còn có trách nhiệm với tha nhân đang sống chung quanh con, nhất là đối với trẻ nhỏ. Thế mà suốt bao năm tháng qua, con không biết được mấy lần con là ngọn đèn dẫn dắt người khác bước đi theo con đường của Chúa. Và có lẽ cũng không thiếu những lúc con đã trở nên chướng ngại vật cản đường anh em đến với Chúa, vì đã làm gương xấu cho họ. Con đã dửng dưng trước lỗi lầm của tha nhân, vì chưa biết khích lệ nhau nên thánh. Là Chúa Giêsu, con sợ lời cảnh báo của Chúa. Xin Chúa giúp con sống đời chứng nhân bằng những gương sáng, bằng cuộc sống thánh thiện trong môi trường hàng ngày. Xin giúp con, thay vì thúc đẩy lôi kéo nhau đến tội lỗi, thì trái lại biết dẫn đưa nhau tới đời sống thánh thiện bằng lời nói, bằng việc làm và bằng cả cuộc sống. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Nỗi khao khát của hạt muối. Khao khát duy nhất của hạt muối là được xem thấy biển. Bằng mọi giá nó muốn khám phá thế nào là biển. Ngày kia nó ra đi, vừa đến bờ biển nó khám phá ra một cái gì mênh mông, xanh ngắt và sống động, nó thốt lên: "Biển ơi, hãy nói đi, ngươi là ai?" Một đợt sóng trả lời: "Hãy chạm đến ta, rồi ngươi sẽ hiểu." Hạt muối trườn mình xuống nước. Ô kìa, nó cảm thấy ngây ngất. Niềm vui tột cùng làm nó cảm thấy như không còn đứng vững được nữa. Nó cảm thấy như đang hòa lẫn từ từ trong nước. Niềm vui dâng trào. Nó lại hỏi một lần nữa: "Biển ơi, hãy nói đi, ngươi là ai?" Một đợt sóng cuối cùng ôm ghì lấy nó, và nó từ từ tan biến trong nước. Nó chợt reo vui lần cuối cùng: "Bây giờ ta mới hiểu thế nào là biển. Biển là một phần của chính ta." Hạt muối chỉ có thể hiểu được thế nào là biển khi nó được hòa tan trong nước. Có chìm ngập trong biển, có đi vào biển mới hiểu được thế nào là biển. Thiên Chúa cao cả hơn lý trí của con người. Chúng ta không thể chỉ biết Thiên Chúa bằng lý trí. Hãy để cho Thiên Chúa chiếm ngự. Hãy để cho Thiên Chúa ôm chầm lấy ta. Ta mới có thể biết được Ngài là ai. Tình tri giao giữa Thiên Chúa và con người chỉ có thể nảy nở bằng thinh lặng, hòa nhập trong cảm mến tri ân. Bài trích sách Lẽ Sống.